Dạ, không sao, Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Rồi tiếp tục mời cô chú anh chị giao lưu chỗ anh Sang ở Sóc Trăng, phòng mày vàng đế quái, đủ loại đế luôn ha. Đế nôm đế nở, mày xù luôn. Đèn VIP luôn ha. Rồi, để mất thời gian mình Rồi, vô clip luôn ha. chào anh Linh Linh ơi. Dạ, chào anh Bữa nay Sang. em có về 11 phôi mai về 1 phôi bông giấy để giao lưu cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0327 260 915 cũng là số Zalo của em. Mong cô chú anh chị vô xem và ủng hộ em thành thật cảm ơn. Không mất thời gian của cô chú anh chị, em xin vô phôi số 1. Em qua đọc địa chỉ của em là xã Sông Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Rồi, cái một là cây sù chảy. Mà là một cái mai sù chảy nhiều lắm nha cô chú anh chị. Bạch bạch cục to to được. Mai sù nhiều chảy lắm. Cho bá luôn. Đi đây luôn. Đầy đủ. Quay thêm quay về em. Quá trời cục sù ha. Dữ lắm luôn. Chảy to bự luôn. Cái này sù có 70% phần dưới là sù muốn hết luôn á. Cái này là đúng rồi. Tại vì cây này mới bứng về nên em cũng chưa vệ sinh sạch không nên thấy không có rõ không. Mai sù đế nó gì là khá đẹp hơn của chúng bạn. Điều điều. Đây là một mai sù chính hiệu luôn. Nhìn thường mai sù đế nó gì đó. Này có eo. Cục sù trên đỉnh nó như là cái tổ ong vậy. Đã ha. Chỉ cần nó theo tầng đầy đủ. Phần này cũng nhiều lắm. Đây này cũng già cây lắm. Cô chú anh chị xem ha. Lên sù lạnh nó lên trứng vậy ha. Khúc này tại cái đất ấy cho thôi là bể sù lên chảy cũng nhiều lắm. Cái lớp đất hay cao. Rồi để không làm mất thời gian của chú anh chị, anh xin đo thông số. Em đo cái em nhỏ nhất đây ha. Là nó 39 hoành. 39 hoành. Cái là có eo nhỏ đó. Dạ, còn lên cái cục sù ha. Đây là nó bể toàn bộ cho cái cục này luôn là 51 hoành. Rồi cục sù trên 51. Rồi em đo cái thoát thân với đo dạ anh chị. Thế gãy đều to thoát thân là 39, tổng chiều cao nó là 1m35. Mấy cái cục trên này em cũng khó đo quá, không biết sao đo này. Ba mấy gì vậy? Dạ, cái cục sù trong này nó cũng lớn hơn nè. Trên đây là nó 33 nè, ở trên cũng khoảng 30 ấy. Ở trên nó cũng lớn. À, vệ sinh ra thì nó sạch trơn, nhìn thấy nó gõ gàng lắm. Phần này nó bể hết trơn. Rồi em đo đường kính bầu ha. Để rễ cũng khá là đều nha. To to. Đường kính bầu nó là 51. Cần đối đều. Nó không có dày nhưng mà đều. Tại mấy xù mà. À, cộng này em cũng để đại cô chú anh chị muốn kéo muốn cắt. Rồi thấy cắt thấy nó ổn quá. Để nó cũng quay quái. Rồi, vậy là cũng mã số 1 đem xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 9 triệu, em cũng bao ship ha. Rồi, 9 triệu, cây số 1. Rồi, thêm đổi cây với cô chú anh chị bạn. Làm cái số 2. Cái này mã số 2 này cũng là cái mai sù của cô chú anh chị. Đây, nó đang lên sù rồi, nó bị hơi chai chai lại này nè. Còn mấy cái thẹo này em đục em xử lý hết trơn. Sù bể dạ. Dài xuống của cô chú anh chị, cô chú anh chị các bạn mà xem nó bể to bự. Cục đế này thì đẹp, đâu cái sù này đế đẹp kẹo rồi điều kẹo đặt luôn dạ. Cái ghế nó con ghế nó hay nhưng mà không thấy bỏ con ghế đó không được. Để cũng đẹp, để nó cũng đều. Rồi, ra em đo thông số ha. Đây lực. Ghế đều. 34. Khoảng 34.
Rồi em đo sát mới đế một tí. Củ này bự lắm nha cô chú anh chị. 44. 44. Cái củ đặc này không biết sao đo thôi, giờ em đo thằng kính bầu cho cô đặt tương đối đi. 44. Tổng chiều cao nó là 69. Thoát thân tới cái cành này là 27. Cái này cái cổ bự. Để điều ghế điều. Không chống luôn này, đặt luôn sệt luôn. Rồi, mã số 2 này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 3.300.000, em cũng bao ship luôn. Là sụn đẹp ha. Giờ gọi phép nổi cây hết cô chú gì vậy? Theo cây số 3. Cây số 3 này là cây tứ quý. Cây này là cây cũ nghe cô chú anh chị, cây này bứng khoảng 10 ngày. Không phải tứ quý. Clip này là có hai cây cũ. Thân dáng còn phóng bay. Để nó cũng cành nó đều đều tương đối. Để nó cũng khá ha, đẹp luôn. Khá đẹp. Rồi. Mà con này nó cũng có nhưng mà cũng dày dày bằng mặt bên kia. Cái này để khá khá đó. Chứ không có viết nha của chú bạn, nhưng mà được cái thấy là bụng là chia cạnh đều đều. Này mình chơi trồng giống bay cũng được, siêu cũng được. Rồi đem đâu không số. Ba mươi bốn hoành. Chơi gọi hoành 34. Cầu eo. Dạ. Chờ mới đến một tí ha. 43. Sổ xuống là 28. Tổng chiều cao là 70. Từ cái mi đế tới cành phóng là 1m25. Nên tới thoát thân tới đây là 34. Cái này thêm trồng mà chơi giống bài cũng được nghe quý thứ vậy. Dạ, để em quên đó cái đường kính bầu cho cô chú chị tham khảo. Đường kính bầu nó là 42. Cái này bứng 10 ngày mà nó cái mặt hẹo cho nghe cô chú anh chị. Mạnh. Cái nào cây cũ, em nói cây cũ. Rồi, rồi mã số 3 em xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 3 triệu. 3 triệu. Tư quý ha cô chú anh chị. Cây tư quý. Đây là cây số 4. Cái này nó nhỏ cho nó già cây lắm, nó giống như bể xù chứ mình biết phải bể xù hay là nó già không biết. Cái này giống tại như xù dê me vậy đó. Thấy nó cũng giống mà. Chỉ cám vậy nó lên đó. Mình cũng cây thường nữa, thấy nó già cây quá. Già cây. Cái này nhỏ cho có duyên đẹp đó cô chú chị. Để nó cũng lực lực. Nó lai nhẹ nhẹ con thú thôi chứ không có đẹp, không giống gặt, lai lai hơi. Lai. Này cái bộ sai cũng đẹp. Đế dễ khá cũng đều đều. Rồi em đo hoành ha, giờ em đo hai vòng chứ cây này cũng không biết đo làm sao. Giờ đo em đo cái thằng nhỏ nhất của nó đi. Hoành tại dưới này luôn. 18. À, 18. 18. Rồi em đo ngay cái thằng này ha. Cái thằng này là chỗ này đó là nó 31. 31. Trên thu về. Cái cũ của nó là 40. Dạ rồi. Cái này sổ nhiều. Sổ cao. Sổ nó là 21, 20. Được kính bầu nó là 42. Tổng chiều cao nó là cũng 42 luôn. Cái này trong này là không có bị mục nha cô chú anh chị. Tại trước khi em mua em cũng móc em coi thử, không có mục em mới dám mua. Cái này là cây mới luôn á. Rồi mã số 4 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 2.200.000. 2.200.000 cây số 4. Để gọi phép đổi cây luôn. Tiếp tục cây số 5. Dễ điều ha, nở. Chỉ cành ghép là đầy đủ. Cái này cái củ nó cũng nở đẹp. Quá trời điều. Để điều cho thấy quý cô chú gì vậy? Cái này cái cũ nó hình nó nở, thế hình nó nở cũ.
chia cành đầy đủ hàng mới về không, cây mới về không. Đó, mấy cành là mới về hết rồi, đem đo thông số rồi. Hoành 35. Cái này em khỏi đo chặt mới đế thì nó nở, em đo cái không cái cũ cho cô chú anh chị xem thử ha, là nó 52 là cũ đặt ha. Đường kính bầu nó là 42. Tổng chiều cao là 47. Thoát thân là 20. Cái này cái cũ bự. Ông đế nó cũng bự lắm nha cô chú anh chị. Không lực lực không à. Không bự. Đều. Rẻ đều. Ngày nữa thầy ăn lớn là kính. Ăn đói nha. Rồi mã số 5 này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 3 triệu. Rồi cái số 5 giá 3 triệu. Thế rồi phép đổi cây với cô chú anh chị các bạn. Mã số 6 này là mã cây mini, thấy quái quái mua luôn. Rất quái. Nó giống như không biết con gì, tưởng tượng như con gì nữa. Thấy nó quái quái giống thú thú không của đại. Còn một con thú lai. Cái này nó cũng già lắm, nó cũng giống như bể xù nữa. Giống cái lai lai con cắt kẹn, con phi nhông vậy đó. Gồng. Ừ, giống như con gắn mối, con gì đó. Ừ. Quay quái. Cái này là mới bứng ngày hôm qua, lá còn xanh. Mới về luôn, nhìn cây nó già cây ha. Dạ. Có đuôi chân đầy đủ. Rồi để đo hoành thân nha. Đo đằng sau đây nè, đại đây đi. Cái mini mà. 23 hoành. Từ cái mí đuôi lên tới cái đọt nó là 50. Đường kính bầu nó là 39. Còn đo từ cái mình tới cái đuôi ha. Cái mình tới cái đuôi nó là 35. Con thú lai lai nhẹ nhẹ, nhìn thấy cưng nha. Trồng vô trồng nhỏ nhỏ là nhìn đẹp. Rồi mã mã số 6 này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 1.500.000. Rồi, 1.500.000. Cái số 6 đi chơi. Mới gì. Rồi chờ cái cây số 7. Rồi, này là cây số 7. Cũng là mai vàng luôn. Quặn cây cũ. Ừ, cây là cây bứng là cây cũ nó nở không à. Đế. Đế cũng lực không, lực to lực, to nhưng mà nó hơi thưa. Đúng rồi, nhưng mà nó hơi thưa. Con cái cũ to dạ, to thì được, thấy cái cũ nó đẹp. Thưa mà nó cũng đều anh, nó cân đối dạ, cái dạ. Công rễ thân. Nó cũng đẹp đẹp. Đây cái cành trên đây là ghép đầy đủ luôn. Trời, đây là lực cây số nha. Trời rồi. Cái này cũng hơi khó đo. Giờ em đo chộp đại lên đây cho cô chú anh chị xem luôn đi. À, là nó 38 đi. 38 đi cô này cũng khó đo, hơi chậm chộm nó hơi nó chậm chộm quá. Rồi cái cũ đặt nó luôn này ha là 48 này ha cô chú anh chị. Đây em quay cái cũ đặt. Đường kính bầu. Đường kính nó là 45. Tổng chiều cao nó là 50. Cái này thoát thân cũng thấp. Thất thân 24. Đấy lực cũng cũ to to. Mai vàng tự nhiên không có như vậy. Rồi mã số 7 này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 3 triệu. Rồi cái số 7 giá 3 triệu. À, cái này quái, quái nha cô chú anh chị. Này quá quái luôn. Nó có cái cục này. Như cái đít, đít con thú mà. Đúng rồi đó. Nên con ốc, con ốc con ca. Không biết diễn tả hay sao nhìn nó rất cực kỳ nó quái quái. Nè, cái cục này cái đuôi giống mình giống con thú nó dặn qua mình lên đây. Để nó dặn tùm lum. Cái đó giống con thú nó chơi trống nữa. Ba con thú đó, nó gom lại. Đây nó cũng giống con thú nữa. À, đây cái lai lai con thú giống ba cái. Này cũng hơi hơi. Thì giống như ba cái con thú nó gom lại một ba cây chụm lại. Cái này chỉ canh nó cũng lùn con cũng được. Ừ. Già cây nha, cô chú nhỏ với mình già cây nhìn màu. Cây cực quái ha, hàng đẹp đẹp mà được quái. Cái này quái. Cái này con biết đo làm sao nè. Chu tâm hàng quái thì cô chú.
vừa mà có hàng quái là được, tự nhiên dán tự nhiên. 29 hoành đây ha, mày vào hành tại đây 29 này nó chạc cái này cho em đo cái mình, cái mình thú này đi ha, là nó 23, đường kính bầu nó là 44, sổ nhẹ lên luôn. Chỗ tới bên này luôn là 15. Để em đo cái mình thú cho cô chú anh chị xem ha. Chết ngựa. Trăm mấy. Nó lộn thước. 22. À, rồi 22. À, bên này thì nó chắc 13 14 15. 15, 15 đi ha, bên này cũng 14 15. Cái này lùng lực coi cũng đẹp lắm cô chú anh chị. Tổng chiều cao nó 23. Thì dưới lên bầu luôn. Rồi từ mới bầu nó dài chiều cao luôn đó. À, chưa. Tổng chiều cao nó luôn là 44. Đường kính bầu 40. Nãy em để em đo cái cục bự dưới này cho cô chú anh chị xem thử ha. Đúng rồi, cục nãy giờ chưa đo. À, chưa đo cục bự này. Là 42. À, 42. Là dính trong ba cọng rễ chụm lại 42. Rồi cây quái quái này mã số 8 em xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 2.500.000. Dạ, 2.500.000. Số 8 tiếp theo cây số 9. Cây số 9 này là cây tứ quý nha cô chú anh chị. Cây sổ. Sổ điều. Sổ phúc. Quay sơ lược thôi ha. Rồi em đo quanh thân. Coi tôi quý. Quanh thân nó là 40. Chỗ này 40. Đo luôn chỗ này cho em. Đo cổ ở trên cổ đây ha. Cổ đây cho. Đây là 37. Rồi tại đó 37. Cái này sổ là 25. Tổng chiều cao là 75. Đường kính bầu là 42. Rồi. Năm thân. Và mã số 9 là mã tứ quý này em xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 2.800.000. Dạ 2.800. Chào cái có cây hiếu của chú. Số 10. Số 10 là cây bông giấy nha cô chú anh chị. Vậy với Mỹ, với Mỹ kiểu gió lùa ha, có những bạn chơi gió lùa được. Cái này là nó không có bể, không có mục gì hết, còn nguyên si luôn, không có bể, không có bị hư chỗ nào hết, từ do không có bị, không có bị hư điều cũng to to. Em xin phép đo hoành thân ha. Hành thân nó là 38. Còn cũ luôn. Cũ nó là 64. 64. Tổng chiều cao là 99. Trời số đẹp ạ. À. Đường kính bầu nó là 48. Thoát thân là 22. Rồi mã số 10 là cây bông giấy, em xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 1.800.000, em có bao ship luôn ha. Dạ 1.800. Cây số 10. Rồi tiếp theo cây số 11. Cái này là cây số 11 cũng là cây cuối cô chú anh chị. Để lực. Cây lực luôn, búp mang. Lùng lực phôi, phôi mai lùng lực ha. Nó cũng bể xù hết trơn ha. Dạ cây. Dạ cây. Để xù cho mấy anh dính cái bao. Qua lấy cái bao ra, nó dính cái bao, kể phải từ từ đi. Để điều điều, cây rất là cây. Cây ghế cân đối điều. Rồi, vậy em xin phép ra thông số ha. Không có vàng.
chia cành này đầy đủ. 53 như 52 đi ha, tại vì cái này nó cũng khó đo nè. 52 hoành đi. 52 hoành. Cũ. Đó không hảo cũ. Không hảo cũ là 63. Để rất là lực thôi chứ mà. Tổng chiều cao là 39. Đường kính bầu là 54. Đến đo cọng gãy lớn này, hào hào thử ha. Cọng gãy lớn là 8. Cọng bên đây là 15. Đấy, tấm chiều cao. Tấm chiều cao nó là 38. Để quá trời lực đều. Bút ban. Rồi cái này là mã số 11 là cũng là cây mây cuối. Em xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 6.500.000, em cũng bao ship ha. 6.500.000 bao ship. Cây số 11. Dạ. Quá lực ha. Quá đều. Dạ rồi. Rồi, cây số 11 cũng là cây cuối. Là cuối ha. Dạ. Dạ chào hết luôn số 1. Dạ, xin chào cô chú anh chị. Rồi, chào anh Sang luôn. Rồi, chào cô chú anh chị bạn luôn nha.